Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với FC Hoa ngữ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 10 bộ phim cổ tràng hay nhất do Lý Thấm đóng chính. 1. Thất Dạ Tuyết 2024 với vai diễn Tiết Tử Dạ. 2. Lang Điện Hạ 2020 với vai diễn Mã Trích Tinh. 3. Cẩm Tú Nam Ca 2020 với vai diễn Thẩm Ly Ca. 4. Khánh Dư Niên 2019 với vai diễn Lâm Uyển Nhi. 5. Như Ý Chuyện với vai diễn Hàn Hương Kiến. 6. Đấu Phá Thường Khung 2018 với vai diễn Tiểu Y Tiên. 7. Sở Kiều Truyện 2017 với vai diễn Nguyên Thuần. 8. Nương Tâm Kế 2012 với vai diễn Kim Phổ Hà. 9. Tấn Dương Phong Vân 2020 với vai diễn Lan Dung. 10. Hồng Lầu Mộng 2010 với vai diễn Tiết Bảo Tha. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.